cắt cho em thôi. Đuôi với cái đầu như vậy đó là 30 ngàn. À, chịu mấy cục không? Giá ga có khi là lên tới 500 ngàn một bình, thì hiện giờ nó cũng đang giảm lại xíu thôi, còn xăng dầu mình đã tăng quá nhiều, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng hóa, lưu thông. Vì vậy là những cái nguyên vật liệu mà nhập hàng vô nó phải tăng lên. Từ khi mà qua Tết xong thì tất cả những cái chi phí nó lên, thì mình phải điều chỉnh làm sao để cho nó hợp lý, là thứ nhất là để điều chỉnh lương cho nhân viên. Cái thứ hai là cái tiền thuê mặt bằng, cái giá bán thì anh tăng tầm khoảng từ 5 đến 10% tùy theo loại, có thể là những cái mặt hàng giải khác không nhiều nhưng mà riêng thức ăn là mình phải tăng. Thì dao động tùy món có thể là lên 2.000, 3.000, 5.000. Sáu mươi mà lên 65 là chưa tới 1% đâu. Tại vì cái này bất đắc dĩ mình mới tăng, mình gồng không nổi. Từ ga cho tới gạo, gà, chi phí vận chuyển. Mình cứ muốn giữ giá cũ nhưng mà người ta lại bảo là tại vì vận chuyển bằng xăng dầu, mà xăng dầu tăng là không có giữ được giá cũ. Nhưng mà mình sẽ gán gồng, gồng đến giống như đến khi nào không chịu nổi thì mới tính tiếp. Chứ giờ tăng nhiều quá đó, người tiêu thụ rất là khó. Tăng thì dễ nhưng mà người ta ăn mình phải nghĩ sao giờ, người ta ăn mình không có doanh thu mình cũng chết luôn à. Chị ơi, cháu là chị ơi, là